Không sợ à? Tốt thôi, Mã Long đâu? Ra đá đít chúng nó. Hey, chú Tân, trên mặt đất có tên ngáo đá nào đó. À, chẳng phải là tên ngốc Cam Linh đó sao? Hình như vẫn còn thở, thử gọi xem. Cô lại, tôi biết cô đi ra đi. Đó là âm điệu của con Ma Long, muốn hút cả lũ một lượt đấy. Sao cô biết? Eo ta đau quá. Đúng rồi, nó bị thông bông thì trá đau. Đúng là thằng lợn. Mà chuyện gì xảy ra vậy? Ta thực sự chả hiểu cái mô tê gì cả. Chú không, xem ra hắn rớt mất não rồi. Ngáo lắm, cái này có ổn không? Đuổi cho ta biết đi mợ. Để chị đại nói cho người biết. Những người nắm giữ sức mạnh đều có khả năng biến thành bán thần. Vì thế mà Long đã lừa các người, âm mưu để thâu tóm tam giới. Thế phải làm sao? Dễ thôi, chúa công ta và ta song kiếm hợp bích, dằm ba cái con Ma Long tuế gì. Chúa công ngươi có gì lợi hại không? Xin hậu biết. Sao tiếc? Sẽ có các đại mỹ nhân ở bên cạnh để cổ vũ đó. Xuất phát thôi. Nhưng mà làm thế nào tìm được những người khác? Tiểu thư tin, đừng chơi chọc hắn nữa. Hương Hương, ngươi cũng đặt gạch không ở đây. Đồ lắm chị, nhưng mà thằng người chị ta mất rồi. Cho các người xem báo. Thần khí này ngươi lấy đâu ra vậy? Ai được to tìm trước chứ? Nên đến Nam Hải một chuyến đi. Được, thử dùng con lông kính xem. Đến Nam Hải rồi à? Không biết, đi xem thế nào. Chính là nam chính quyền năng. Giờ cũng làm được.
Harun. Tăng cấp 2. Rồi. Chốt luôn, Tiểu Long Nữ gia nhập rồi. Nhiệm vụ chính hoàn thành rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này lồng tiếng hay nhưng mà nhạc to quá, không có chỉnh nhỏ nhạc xuống. Không bút cho lắm. Wow, đôi này
cho nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.